Chào các bạn đã quay lại với kênh Min Channel. Trên tay mình hôm nay đây là cái Google 4 Season. Đây là một cái phiên bản mà sau này hãng Google nó ra gọi là bản rút gọn cho cái bản Hero thường có của nó lấy tên là Season. Thì cái bản này nó nhỏ gọn hơn và nó sẽ không có cái màn hình LCD. Thì cái này mình đang bỏ nó trong một cái case. Thì nó cái dòng 4 này nó khá là gọn. Ok, thì mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối Google 4 Season kết nối lại lần 2. Tại vì lần 1 thì hầu như ai cũng biết rồi, lần đầu khui hộp ha, nó sẽ có sách hướng dẫn đâu này kia. Nhưng mà với lần 2, một số bạn mua cũ lại hoặc là người thân gửi về hoặc là mất sách hướng dẫn gì đó thì nó sẽ không như lần đầu. Các bạn vào phần app, sau khi bấm kết nối new device này kia thì nó sẽ luôn luôn báo là sai password. Okay, thì đó là nguyên nhân là do đâu, là cái Google 4 này nó đang hiểu nó đã kết nối với lại một cái điện thoại trước đó rồi, nên nếu muốn kết nối lại với một cái điện thoại sau bắt buộc các bạn phải làm cho nó quên cái điện thoại trước đi. Thì nếu như mà các bạn đã mất sách hướng dẫn hay là mua lại gì đó thì mình sẽ bị lúng túng cái vấn đề này. Vậy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối lại như thế nào. Đầu tiên, ở phía sau máy này, phía trên đây là nút bấm play đúng không? Thì ở phía sau nó có cái nút nhỏ này, nó cũng là nút nguồn, thì mình nhấn giữ nó. Các bạn nhấn giữ cho đến khi màn hình, đó, màn hình báo là reset Wi-Fi, bấm tiếp tục. Mình thả ra sau đó mình bấm tiếp tục để nó chọn qua lại yes. Nè, mình bấm nút chọn này ha, nút chọn này mình bấm yes. Rồi, nó sẽ bắt đầu reset lại cái Google này. Nó sẽ xóa hết, nó làm cho cái Google này quên đi cái điện thoại trước đây. Rồi, thì tên điện thoại thì chắc chắn các bạn đã biết là mình phải làm gì rồi đúng không? Là mình cài sẵn cái Google, sau đó mình mở nó lên. Chọn. Đây nè. Rồi, ở đây mình chọn là Hero. Tại cái giao diện này nó sẽ thay đổi liên tục thôi các bạn ha. Trước đây thì lúc mà chưa có 6 thì nó sẽ có là 3, 4 này kia. Nhưng sau này có 6 nó sẽ Google nó sẽ liên tục cập nhật. Ok, các bạn không sao, không cần quan tâm. Mình chỉ chọn đúng cái đời mình đang sử dụng. Nó hỏi lần đầu tiên kết nối. Đây thì mình bấm chọn. Và ở đây nó cũng có cái hướng dẫn sử dụng. Thì nếu như các bạn đã reset Wi-Fi rồi thì đến cái lúc này mình dễ làm rồi, tại vì nó sẽ theo như cái clip hướng dẫn ở đây thì mình làm theo thôi, nó cũng dễ thôi. Rồi. Lúc này trên Google nó sẽ cho mình cái password và mình ở trên máy mình bấm tiếp tục. Lúc này cái đèn nó sẽ nháy xanh này là nó chuẩn bị hai cái nó đã nhận được nhau rồi đó. Rồi, nếu như mà cái trường hợp này mình đang làm, nếu còn cái lần đầu mà nó đã nhớ với một cái khác, ở đây nó cũng hiện lên, lúc mà nó còn nhớ cái điện thoại cũ thì ở đây nó cũng hiện lên password. Thì các bạn gõ password vào
nhưng mà nó sẽ báo là mình sai password đó. Còn cái lần này là mình đã reset wifi của cái này rồi, mình pen nó thôi. Này là nó kêu mình đặt tên cho cái này và cái password. Đặt rồi sau lúc này đó, giữa điện thoại và Google đang pay với nhau đó, nhanh à, như vậy là chúng ta đã có thể kết nối được cái Google 4 Season với lại điện thoại. Đây là mọi thắc mắc hay có gì chưa cần hỗ trợ, các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào.